đâm chư mày sạ mập hay cho nằm lư tây đây mà rồi xàm sẽ phải tà tao chậm đánh đấy tổng lốc chặt chiến một khi lấy tập quan và chạy cà phê trong cày nó mà chun đòi bi rất vay sờ đã sai nhầm đằng tham bông ban chặt và đâm một lỗ bò chư đâm nào và phải chỉ vũ đại hải nhầm chặt đâm đâm mày kiếm chỉ mập hay xàm chia bảo mập hay cho nằm chia bông đâm đâm bị quan môi mà bông đâm đâm chư ấy gì đấy chư mày sạ chư mày sạ và hay cá năng mà hai đấy mà nửa rồi chưa mày sạ chứ và dám khi mày sạ khi biểu phép chưa đại lo tại nửa đầu nó có phong bình dùng khăn hay tìm ra thông mình đen nửa đầu nắng tu tiền bị phục lâu lại chấp đam và chơi đam chơi nên chỉ nên hơi dương còn đặc biệt thật đam chơi đam mày sạ khi biểu phép chưa đại lo và chú ấp mơ chơi xây trên đấy đôi chơi chơi dương hai cái nhôm rồi có chơi đại khlong khlong nơi sọc không ai xây trên chơi xây tiết cứ tìm mua về bên bẹo con đang đam chơi đam một phép đam chơi khẩn nhung đam chơi bẹo con đang thì một phép chơi phải từ chỗ này tìm ra góc quạt áp bình dùng của áp tua cho bạn vậy vậy luôn tôi bây giờ chơi lọ và đáo ấy chơi prey cứ tìm ra ở góc cứ còn áp tua cho bạn này còn tìm ra góc nó mừng tìm ra một chiếc nó phải cho bạn nó cứ tua cho để chơi đam một phép chơi đam còn cái chỗ này hay tìm ra thông mình đây là lại xong bây giờ phải chết kháng dướng có chấp đam đam chơi 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 đôi gì để lai để thay để Việt Nam non thằng nào chơi chơi đam kẹo bị chơi máy sắc mình chơi ấy gì nhỉ chơi đam kẹo phơi máy sẵn dương ai và chỉ bón nó cứ ai tụ vô chơi đam máy sắc chơi cà xá chơi cà sú nên chơi xoay một tí của dương phải phải bàn này bàn bàn còn là rock cái miền một phen biết cái quần nạp nó chịu phải chơi đam miền làm lại đài quần nạp bàn bàn dân mở bóng lực lại mình phải chỉ buồn phải một phen đấy bàn và buồn vẻ một phần ít bông chưa rơi gió mai sạc mai sạc hay năm bằng màn hay tạm nhóm năm mà rồi sam sắp hành ta mà rồi mà một hay mơn đàm ồ hay miền đàm mới cho hay chậm lại đàm tôn chó nữa mà tới chậm lại đàm tôn chó mà còn một tay nhưng vì miền ca lùng bạc la đai còn một tay nhưng ai bởi xin thì ní dương ai chờ trả tôn cho ta mà ở đây tổng hôm nay là tập hiệp bởi dương ai chờ đàm màn mình bạch cho đam chờ chẳng ai đam thầm ta tam là bọn te thì đây thì nên sau có ai đam ban này bọn chẳng mà đây thà dương ai chập đam bị tôi cho đây mà chập đam bị tôi từ mà thì à lời nó cứ đam chờ ban phòng mổ phao hay mà nhưng cũng phòng mổ phao là ngay đam chờ nắng mà thì kết thà vì lọ thế mà thì nhưng kết thà lọ mà ra bạch cho bọn nó chập đam mình nhom thưa là cũ sau một sau ban phòng mổ chờn vì phim cam bọn nhom chẳng nhom miền phiêu đã bỏ tiền tẹt to mà chờn không bây giờ là cứ bay chỉ bón nước miền cả vùng tẹt to cả vùng muối nào Australia là bay mọc biểu dục cả đầm đầm chờn đồng đài có trong mặt đầm thái có trong mặt đầm thái mấy nông nòm là tập hợp chờn đầm dưới từ nước nông tây Australia không được sao còn cơ không còn được cả chờn đầm như chờn bạn cứ quạt nâng về đúng cứ quạt nâng nón chân chỉ chờ đại mà đó mà con nón chân chỉ là tập hợp sầm rạch sầm rạch nơi sọc mai dương chân nâng cài chân này chỉ sân hà rồng mới chớ nè cài chân này chỉ sân hà rồng nâng nón chân là tập hợp sầm rạch tới tây Australia và bạn đi cứ chỉ cầm rồng thông môi để bóng bàn tu con tay chẳng ná cả đam đam chờ ní việc ọt đam mà ngày hồi và cả đam đam chờ nâng việc tiêm tia kháng cứ pe và lia dương tam đòn như thời ca dạo pe du bạn này bạn chừng đôi chân ngọc này bạn sẽ đạp bong vậy chứ bong cứ quạt bàn treo lang vậy nơi ngày thì đạp bồng bay cùng phe bạn nơi về bậc mong bay đồng mong đã pì nắng cứ quạt nắng chạy lại pì có buồn làm ắt tại mặt đong nơi không cả đầm nơi không cả chập một cái bò chờ đầm ní ở bàn tới một giờ nào bong này bạn dừng đã xa thời ca pì vì lý chọn chân kia dừng đã chập ở rắm chỉ mùi một cái bò chờ đầm ai mau chụp cho mỗi bóng bàn nơi CJCC và nơi ngày sau này. Bạn có nhóm nâng cổng ca nghĩa bàn riêng chọn sắc hà sẽ là một rộ bò bì bọn mập hơi bầy. Đại nâng riêng chọn nâng ngày thì đã bầm bầy cùng phẹt. Mong bầm bầy bất lâu đã mong nạp bì ngày trăng nơi CJCC. Nơi khổng ca mịt thì nụ cư miền việc mình xâm khăn đại ai chui nạ tặng ọc nơi khổng ca chạp đa ông hồ sĩ. Ôi miền cùng nịch trả ơn hay ôi quên ngài. Nơi khổng nâng miên lục sợi ôn bộ phà ní gọt chìa Marketing Director rồi bọc cổng hôn Internet EasyCom gọt nâng lực lãng nơi bởi thiên bọt tẹo tôn mùi nâng nị ca thầm mây khổng nông bởi chai bì chìa nơi cam bì chìa bạn hãy lục chôn về rẽ sạp bản lực chờ máy sắc gọt nâng lãng dễ bí cái đây sầm máy nơi mục rộng bò chờ đàm
bà tốt và cứ miền lộp bồn chăn và rẽ và hạp bản nực. Cả sẽ thàn con chìm thò mà chết còn nâng dây hướng càng châm chụp bài thơm mây ở trong nái tích hay trong nâng tràn hay khá vì ní và cứ miền lộp dân sắp hát còn chìa thạp bản nực trong hồn chì hồi dân và còn nâng dây hướng mục rộ bò cả sẽ cam sạc cả đàn phô đèn pram hay nhóm nâng dây bí xa lập bạc nâng trong ca rư mục rộ bò ở trời mùi tìm xa. Bà việc mình đang ốc nâng châu ruộng đào bây chú ý khi dưỡng nâng khổng ca chập một rộ bò ở trớ hay mơ ở nạ cút ở bàn về chân ngài. Bà và sân bảo chọn châu ruộng tỏ ni ai tùm lẹ lấy tù sạp mối rư có tệ tồn từ trong nán đại quật trên nẹ riêng trọng cảm bí thí tam lấy telegram đôi kháng kào này. Bọn kịch hà ở lấy chơ đam bàn hỏi ta vì nà kế cua châu ruộng mùi bọn khá là mấy bà cao chùm nô. Nhóm lấy chơi những năm mai này nhóm cầm phong để thấy cá đây khu xả cá đôi chỉ cầm hôn để có còn ai cất ở vậy đập ai thuê tập bán ai cho là pi là tập phong để thuê pi chơi nữa nhưng mà chạy chụp cái này là bây giờ ai nhà cá không xả cá cái này và chừng pi chơi một phần nữa thì cầm hôn để có này mọi người và chừng bọn phong này cầm phong thuê để có và sập cam chia sập cam sừng hà rơm ấy có ai phải chia châu ru mùi bóng này và năm bây thường mấy dương bậc cao sân hà râm nơi sọc khmai dưỡng ở bàn trào nha bà. Sân hà râm nơi sọc khmai dưỡng nó dùng mà lấy nơi bậc chất khang dưỡng kia bậc cao chia cơ sân hà râm chỉ chớn bậc phê chơi đắm cứ nôm trên dập thị xa rộng nó chớn mình tên chẳng nhớ có sân khâm thang bông bôn đọc ọc liên ai chô rôm nên đam chơi đọc ọc liên chô rôm nên bà lật chia sân hà râm là bà lật tập hoa sầm rách là mình có được phim ọ nôm trên dập thị xa rạ thiệt bà anh em bây giờ bông chọc bà bà giang ná chữ đám dương đám chữ vì chui bại than đi và chui cà phê bại than hay những miên bảy giò chén từ ngày khỏi bảy giò từ ngày khỏi chén miên miên bạ chấm nến chấm nồi chén chui cà phê bại than nên ca cầm phanh phải chơi thầm chiên riêng bà hay là lời nấm chè ca món về tới dịp rồi bà thì ca tới gì lẽ nào phải bà phải còn là gì phải ai cái chân phải ai cái chân hay là nấm rồi nấm mở tới dùng ai thuê ấy xây nhật ba đấy ai phải ca tới gì resort đây ở tới cái nào cốt so với bài chấm bón này nhưng còn miên cầm rốn tục mà chấm luôn tối đồng bay ca tới gì resort đồng bay ở phía và tới lấy đồng bay tiện tiền người ta đam chơi đi ca viên vô cái chẳng chẳng nếu phía ai sầm mẹ là nắng ba ngày ba ai sầm mẹ hay là ដែលឡើងដល់ក្រីបងរណាក្រីបាទអញ្ចឹងវាហៀមភ្នំទីណាឡើងភ្នំដល់ថាចកាខ្ញុំនឹងចិត្តទឹកឈួមានភ្នំមានអីយ៉ាងអាចធ្វើជួយទឹកឈួរទៀតបាទដល់ឡើងហើយថាត្រាក់ឃីងអីយ៉ាងនៅក្នុងភ័យក្នុងអីយ៉ាងបានឡើងភ្នំមើលទេសភាពទៅលេងទឹកឈួទីកង់កំសាន្តនេះបានបាទតោះគ្នាបានស្ដាប់ហើយនិយាយរួមតាមពិតទៅឈើដាំមិនចាំតែលក់តែឈើទេតាមពិតទៅណាបង ចំណូលគឺមានច្រើនប្រភពអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមានពេលអាចជួបមួយបងនៅថ្ងៃទី18បានហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលកំពុងលក់គ្រឿងសង្ហារឹមបាទអាចមកជួបមួយបងតិចតើខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសមួយល្អមែនតើគួរចំណាយពេលហើយសិក្សាពីមុខរបរឈើដាំនេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីនៅសុខស្មៃយើងគឺយើងនឹងមានចំណូលច្រើនចេញមកពីឈើដែលយើងបានដាំហើយវាជួយទៅដល់បរិស្ថានទៀតណាបង បាទអរគុណច្រើនបងដែលបានមកលេងថ្ងៃនេះអរគុណជម្រាបលាបាទខ្ញុំឃើញបរទេសមួយចំនួនបានមកដាំឈើនៅស្រុកខ្មែរណាហើយដាំឈើម៉ៃសាក់ដែរប៉ុន្តែដោយសារគាត់មានបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យារៀងច្រើនបាទគាត់ចំណាយលើបច្ចេកវិទ្យាច្រើនតែពេលចឹងទៅគឺការដាំរយៈពេលដាំគឺនៅសល់ត្រឹមតែ7ទៅ8ឆ្នាំទេគឺអាចប្រមូលផល đám chơi mày sạ nắng cặp vô từ phở cà bà này và anh chứng ní cứ vì sài được ca chậm nái đại dương chậm nái lơ phải chạy chia đôi chia popon nằm nọ tật ABC nhớ nè và gần tới cứ đám chơi vì thông thuật lườn nắng mùi từ và hay tivi nhưng cứ ta thời từ lơ ca thay toàn ABC từ lơ ca chậm nái từ lơ ca đâm bê đại dương đâm mình đang chia mà hạch ta thời ỏ man ấy chứ nè và chân tỏ nè trong đằng lùm ất và từ lời chậm nãi cứ tỏ thì ai mà chụp cho mùi nâng bong về đại bàn và đại ngày thì đã bom bảy khai cùng phe nơi CJCC mà ông bom bảy bực nhưng chụp cho mùi nâng cốt hay nâng việc mình và là hồ tỏ buồn rù tiết đại quan nâng dễ bị mục rô bò bị bòn mà bảy bảy cái này dương đại khoa cầm nít
បាទ complete មកចូលរួមហើយសបត់ចូលរួមតម្លៃ $15សម្រាប់គ្នាយើងដែរចុះឈ្មោះណាបាទហើយសូមចុះឈ្មោះឲ្យលឿនពួកឯកាគិថ្ងៃហ្នឹងគឺមនុស្សបុកទៅចុះឈ្មោះច្រើនអរគុណកម្មវិធីក្តីសម័យខ្ញុំគឺជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្ទាល់ជាអ្នកសម្ភាសផ្ទាល់ហើយបានចុះទៅដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើនបាទផ្ដិតនៅវីដេអូខ្សែជីវិតគាត់តាក់ទងមួយក្តីសម័យបាទហើយខ្ញុំក៏បានមួយរយៈធំនេះគឺបានជួយទៅដល់គ្នាយើងច្រើនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មម្ចាស់សិប្បកម្មបាទម្ចាស់កសិដ្ឋានបាទចូលរួមជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសាច់រឿងដែលអស្ចារ្យរបស់គាត់បានចេញមកក្រៅភ្ញៀវគាត់បានមើលហើយធ្វើឲ្យយីហោរបស់គាត់នឹងល្បីបាទធ្វើឲ្យគាត់លក់ដាច់ច្រើនអញ្ចឹងបាទយើងតោះនេះចង់តាមដានអាចចូលទៅមើលវីដេអូនៅក្នុងកម្មវិធីក្តីសម័យជាច្រើនបានដែលកន្លងមកខ្ញុំបានធ្វើយ៉ាងច្រើនហើយបងប្អូនដែលកំពុងតែមានផលិតផលល្អបាទហើយចង់បានទីផ្សារតោះនេះអាចតាក់ទងមកក្រុមការងារបានបាទតាមលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំនឹងចូលរួមធ្វើវីដេអូបាទដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកទាំងអស់នេះទៅមុខបានលឿនហេសួស្តីខ្ញុំបាទស៊ីដេតអ្នកប្រកាសជាគិតថាខ្ញុំសង្ហាហើយនឹងរីករាយខ្លាំងណាស់ពិតប្រកបហើយប៉ុន្តែពេលមុនខ្ញុំមានបញ្ហាជាច្រើននៅលើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំទំនិញចេញនិងចូលច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំច្រើនក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំនៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពពេលខ្លះទំនិញក៏បាត់ហើយពេលខ្លះទៀតទំនិញក៏លើសតែភាគច្រើនវាតែងតែបាត់មូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់នេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាមួយផ្នែកនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលជាបញ្ហាធំគឺតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងចំនួនចំណាយមិនច្បាស់លាស់ចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺបំណុលអតិថិជនរបស់ខ្ញុំគឺមានចំនួនច្រើនវាតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ័ន្តច្រឡំជាញឹកញាប់ហើយពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញទំនិញទុកសម្រាប់លក់បញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់អ្នកប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយមែនទេតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរីករាយនៅពេលនេះនៅពីក្រោយចម្លើយនេះគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ជាមួយកម្មវិធីគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Easy Inventory and Accounting Management System វាពិតជាធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំមានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់លុបបំបាត់ភាពស្មុគស្មាញលុបបំបាត់ការភ័ន្តច្រឡំហើយធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្ញុំមានការកើនឡើងបាយបាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលតែងតែយាយីអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដ៏សែនឈឺក្បាលដោយខ្ញុំពេលមុនដែរឬទេប្រសិនបើមានសូមតាក់ទងមក BZ Advisor នៅពេលនេះBZ Advisor Simplify Your Business